Đây là rèm các nhá. Đó, rèm tự động bằng điện luôn đấy ạ. Rất là xịn sò luôn. Con này mua mới là hơn 2 tỷ thôi nhá. Các bác xem phần gối đầu này. Cũng bằng điện luôn này, được chưa? Màn hình này, các bác này, màn hình xịn sò này. Kết hợp cam lùi này. LED căng này. Kết hợp cảm biến luôn này các bác, cảm biến kêu này. Được chưa? LED căng này. Cam hành trình này, đầy đủ luôn này. Con này lên full đồ rồi. Mở cửa báo mở cửa luôn này. Em đóng cửa vào nhá. Hết báo mở cửa luôn này, được chưa? Đó, máy đang nổ êm ru luôn. Đây là màn hình đa năng này. Quá xịn xòa luôn. Để đồ đây ạ. Quá để nhiều đồ luôn. Toàn bộ đây các bác xem này. Đẹp không? Nguyên bản này. Đây sạc pin có gạt tà thông lá này. Đây phần dẹp tự động đấy nhá. Đây chốt cửa đấy nhá. Điều hòa auto này. Tất cả nút bấm mới này. Auto này không này. Đó, điều hòa auto nhau nhá. Chứ không phải điều hòa cơ đâu ạ. Đằng sau có điều hòa luôn. Đây để đồ này. Là cái điện thoại này. Toàn bộ đây. Con này động cơ 1.8 thôi các bác ạ. Động cơ 1.8 thôi. Đó. Được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu đây. Dạ vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Ở đây là ghế zin các nhá. Ở ghế zin này. Ở đây là ghế zin ạ. Đây ạ, để đồ đấy ạ. Con này mọi chức năng còn hoạt động rất là mượt mà luôn. Đằng sau đây lỉ nguyên bản mới này. Đẹp này. Trần chủ xe rất cẩn thận nhá. Đây là trần lỉ nguyên bản bên trong rất là mới luôn. Bọc thêm một cái lớp ni lông bên ngoài này để nó không bị bụi bẩn này. Dễ lau này. Kính là kính auto nhá các bác nhá. Kính chiếu hậu là kính auto này. Gương chống chói luôn ạ. Đó, chống chói các bác ngồi nhìn vào đấy nó rất là mắt luôn, nó không bị chói. Đây đằng sau có điều hòa, toàn bộ là điều hòa độc lập luôn nhá. Vùng điều hòa độc lập luôn. Ghế này là ghế zin này các này. Ghế zin nguyên bản luôn. Và đã độ lên sàn 5D đây, đẹp từ sàn đẹp đi đây. Sàn 5D giờ là rất là hot luôn, độ lên là cái này nhìn nó sạch và nó cách âm nó tốt hơn. Toàn bộ đây cánh cửa có điều hòa này. Đây là con này bật điều hòa một lúc thì trong xe người ngồi đằng sau một lúc là cũng mát lạnh luôn. Ở đây ạ. Chủ xe khá cẩn thận nên độ lên cái này này không này. Đó. Để mở ra mở vào nhá, nó sạch. Thỉnh thoảng bỏ ra giặt rất là hay luôn. Cánh cửa có rèm chắn nắng này. Và toàn bộ táp ly này là zin này. Con này là hàng cọp nhá các bác nhá. Ở đây là đây. Gà tán thông lá này. Hàng cọp luôn đấy ạ. Chưa gặp con xe là chủ xe cẩn thận này đâu. Đây ông xem này. Cánh cửa lạng có này. Đây chủ xe độ thêm này để mở ra mở vào nó sạch nhá các bác nhá. Thực sự rất là hay luôn. Vân gỗ zin này. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Mercedes E200 các bác nhá. E200. Đó đây à, vân gỗ đẹp này. Đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Mercedes E200. Con này mua mới là hơn 2 tỷ đây. Mà bây giờ các bác bảo là có hơn 100 triệu thôi. 180 triệu. Các bác mua được con xe này rồi thì các bác phải biết là nó rẻ nào. Ghế vẫn là ghế zin luôn. Cái dòng này đi thì quá êm rồi. Đặc biệt hơn nữa là cái dòng 1.8 này khá nhiều người thích nhá các bác nhá. E200 rất là nhiều người thích. Đó. Nó tiết kiệm nhiên liệu, được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng mẹc nhá các bác nhá. Có đường cao tốc có 7 lít rưỡi thôi, đường hỗn hợp thì là xe này là tầm 8-9 lít thôi các bác nhá. Quá hợp lý đúng không ạ? Ăn xăng ít hơn cả những cái dòng Camry luôn, mà đi thì Camry không có tuổi gì để so với mẹc rồi. Mẹc vẫn là đẳng cấp. Mẹc E200 này đồ đạc phụ tùng rất là sẵn có nhá các bác nhá. Có nói chung là dòng E200 hoặc là dòng C200 thì rất là nhiều các bác thích tại vì là nó lành xe. Đồ đạc nó nhiều, phụ tùng nó rất là nhiều luôn. Mà nó rẻ nhá. Đó. Em cũng tư vấn cho các bác rất là nhiều rồi. Đó, bê mẹc thì có nhiều bê mẹc nhá các bác nhá, chứ không phải là con bê mẹc nào cũng giống bê mẹc nào. Có con chấm bé và có con xe chấm to. Đó, có con xe đồ nó ít và đồ nhiều. Đây cánh cửa đây. Riêng con dòng E200 này thì các bác yên tâm nhá, đồ nó rất là nhiều luôn. Sau đây em đóng cửa vào em quay cho các bác xem form dáng bên ngoài nhá. Dạ vâng, các bác nhìn này ạ, cái form dáng của con xe này nó khá dài xe luôn. Với cái form dáng này các bác nhìn đã biết là nó đầm rồi. Ở chính cái form này nhá, khá nhiều bác thích luôn. Tại vì cái form này nó càng nhìn càng sang, nó có một cái nét sang trọng riêng nhá. Cái xe này các bác nhìn thấy cái form nó rất là dài, nhìn đã biết là đi nó đầm rồi. Đó. Và đặc biệt hơn nữa đây, kính là kính hai lớp nhá. Nên là chống cách âm rất là tốt luôn, siêu tốt luôn ạ. Đó. Nó rất là trường xe.
nó dài, đi khá đầm luôn. Con này mua mới hơn 2 tỷ có phải rẻ đâu các bác. Nên là cái chất lượng thì nó đẳng cấp hơn mặc mẹc C rồi. Mẹc E thì nó cao cấp hơn mẹc C rồi. Đây là mẹc E 200 các nhá. Quá đẹp luôn, toàn bộ logo zin nguyên bản này. Con này biển Hà Nội các bác mua không mất tiền biển nhá. Cảm biến quanh xe này, cảm biến này, cảm biến đằng trước đằng sau đầy đủ luôn. Đó, có 180 triệu thôi, bao rút hồ sơ cho các bác nhá. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ luôn cho các bác là xe không đâm đụng, không gặp nước. Một con xe nói chung còn chất lượng. Đây em quay phần đăng kiểm cho các bác xem. Đăng kiểm đầy đủ này các bác này. Đó. Nếu mà để trang bị công nghệ hiện đại như con này thì nó quá nhiều rồi, đầy đủ hết các nhá. Túi khí quanh xe. Đó, 3 vùng điều hòa độc lập. Vô lăng tích hợp bàn phím, có chế độ ga tự động đầy đủ luôn. Màn hình các kiểu nói chung là hiện đại rồi các nhá, gương gập điện này. Kính auto này. Đây em cho bác xem cái kính này. Kính dày không ạ? Dày cộp lên đấy. Cách âm rất tốt, kính auto này không phải giữ này. Nói chung là về chất lượng con này quá ok. Dòng này đi đầm lắm con. Đây em mở phần capo nhé. Máy đây ạ. Máy lổ khá êm các bác nhá, máy lổ khá êm luôn. Đang hoạt động đây các bác nhá. Toàn bộ đinh bấm này, đinh chốt phải là đinh bấm này. Còn nguyên tròn xe. Được chưa? Những cái này thì để làm giả không thể làm lỗi như nó đẹp như này đâu các bác nhá. Không thể làm đẹp như này được. Đây nguyên bản này. Sơn zin luôn này. Sơn zin luôn này. Cam kết cho bác luôn là xe không đâm đụng, không ngập nước nhá. Máy lổ im đét. Nói chung là máy sạch sẽ, nói chung là cũng vệ sinh rồi nhá. Bên em là sẽ cho tất cả anh em vệ sinh này, máy móc cũng như là nội thất để cho các bác về là sẵn dùng thôi. Vệ sinh sạch sẽ này thì để các bác có thể nhìn từng những con ốc nhá. Còn để bẩn thì các bác không thể nhìn thấy cái gì được. Đó. Xe cũ thì con xe nào cũng phải dọn dẹp từ phần máy đến phần nội thất nhá các nhá, để các bác về cũng không phải dọn có đúng không ạ? Đó, sơn trước thì chắc chắn xe nào cũng phải tỉa toát một vài chút các nhá, để cho con xe nó bóng bẩy hơn. Và cũng tỉa toát cái phần sơn có nghĩa là xước sát các nhá, cái đấy không tránh khỏi được, xe cũ mình chấp nhận nhá. Là chấp nhận là cái đấy không tránh khỏi được. Đó, thứ nhất là tỉa sơn rồi. Có những phần xước sát thì tỉa, em tỉa cho bác rồi và đánh bóng cả xe rồi, được chưa? Bây giờ các bác mua về sẵn dùng. Đó, còn phần đâm đụng thì không có các bác nhá, được chưa? Nói chung là xe cũ thì cái xước sát đấy thì cái chuyện đấy là bình thường rồi các bác nhá, đấy không tránh khỏi được. Đó, xước sát như vài chỗ xước đấy thì em tỉa sơn và đánh bóng rồi. Vâng, một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác.